Chào mừng các bạn đến với kênh Cooly TV. Hôm nay Cooly chơi game đó là Flying Lava. Lava đó, những hai con dồi đó. Wow, Flying Lava. Cooly cũng mới chơi thôi. Bây giờ thử coi cái này cái gì đây. Không, không có tiền mua. Thôi vào game coi. Coi chơi như nào đây. Nó đang lag nha các bạn, lagging. Fly in lava. Tap. Nhảy vậy hả? Có con nhện kìa, ghê quá. Có con muỗi nữa. Công nhận là dính thì ra là như vậy. Thôi mình chơi lại đi. Mình chơi lại xem thôi. Chơi lại nào. Nhảy. Ăn bánh mì. Tát. Yeah. Ôi nhiều con nhện. Ôi bấm nhầm nút vô con nhện rồi. Lại. Chơi lại. Chơi lại nào. Dễ lẹ luôn. Ăn bánh mì nhảy lần hai bước luôn có chân. Ôi xem đi dính rồi. Quá còn mũi. Ủa dính gì vậy? Nguy hiểm quá. Tao nhìn con nhện. Wow. Cá dưới đây kìa. Ôi, con cá nhảy dưới đây kìa. Ôi, ghê quá. Quay chừng. Ôi, nước ngập rồi. Nước ngập càng ngày càng lên cao. Cá dưới đây kìa, ghê quá. Bỏ lỡ cái này gì rồi. Chỉ lẹ lên. Lấm. Yeah, bự con rồi. Càng hết càng quét tắt. Chỉ lẹ lên, chỉ lên. Nước trên dưới kìa. Đụng hết. Ôi, nhỏ xíu rồi. Chơi game này vui quá các bạn ơi. Các bạn chơi game này chưa nè? Các bạn nhớ đăng ký là thành viên của Cooly TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất ơi. Rồi xong. Bị cái gì rồi? Té chết queo luôn. Oh my god. Chơi lại nào. 13.000 điểm luôn. Open là cái gì đây? Này cái gì vậy? Sao hiện cái này ra? Tôi đâu có xem quảng cáo đâu. Các bạn chờ tí xíu nha. Đang quảng cáo. Chờ tí nó hết rồi. Nó hết là được à. Các bạn chờ tí xíu thôi. Tắt nó đi. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Nhận. Là nhiệm vụ cái này, là nhiệm vụ đó các bạn. Thôi vậy tiếp tục nha. Tiếp tục vào game nào. Tiến lên. Ồ, qua vòng mới rồi. Vậy đủ điểm là qua vòng mới. Ồ, có con lết ở dưới thì ghê quá nhẹ đó. Đúng rồi. Chơi lại. Thôi có con lết dưới này nó me mình kìa. 3 phút để nhảy.
hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất nha. Nhảy một phát tinh hai bậc luôn, lắm thật rồi. Hỏi con bạch tuộc ghê quá. Bạch tuộc không sợ mày đâu. Wow, nhiều bánh mì quá. Lụm nè. Yeah. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất. Ui, thôi học rồi. Xem tí nữa bị đụng rồi. Wow, ba con luôn. Biến thành con mập luôn. Wow, bự con rồi, chơi hết, càng quét hết, nhẹ nhẹ luôn, đập hết mấy con mũi luôn. Mày hả bưởi? Cẩn thận. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi mới nhất nha. Ôi trời, hồi nãy Cu Lì trúng cái này nè. Cu Lì bị chết đó. Ui, cái càng thịt người. Quang thịt người. Ui, ghê quá. Rồi xong. Chết quẹo luôn. Wow. Các bạn thấy game này hay không nè? Game này là Flying Lava. Các bạn thấy hay thì bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video game và video đồ chơi lần sau nha. Chào tạm biệt. Bye bye. Hẹn gặp lại. Bảo vật bị mất rồi. Ê, tính điểm mới lên. Bảo vật mất rồi kìa.
kênh mới của Cu Lì. Các bạn hãy đăng ký theo dõi nha. Và các bạn ơi, đây, cái thứ nhất là Cu Lì TV. Các bạn gõ vô, đây là kênh thứ nhất của Cu Lì. Sau này, đây, chọn cái biểu tượng logo nè. Đó. Qua phần video đây rất nhiều video để mình xem. Và sau này đó, Cu Lì sẽ up Doraemon Nobita vào cái kênh mới. Đây, kênh này. Doraemon Toy. Những video mà không có tay á, Cu Lì sẽ gắn Cu Lì up vô đây. Sẽ làm những video không tay.